Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại phường Hồ Nai, đường Nguyễn Ái Quốc. Bây giờ Phú sẽ qua đường. Đây, qua đường ngay khu vực chỗ này. Chỗ này xe nhiều quá. Bây giờ là 3 giờ, hơn 3 giờ chiều quý vị. Hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2021. Bây giờ Phú sẽ đi vào cái đường này gọi là đường Thân Nhân Trung này. Đó. Cái đường này là cái đường giáp ranh giữa giáo xứ Lộc Lâm và giáo họ Đông Khê. Và cũng là cái đường đi thẳng vào bên trong Ủy ban Nhân dân phường Hồ Nai và nghĩa trang giáo xứ Lộc Lâm. Hôm nay thể theo yêu cầu của một số quý vị và các bạn muốn Phú quay trở lại để cập nhật lại những hình ảnh của nghĩa trang giáo xứ Lộc Lâm vào cái ngày mà chuẩn bị mừng lễ 2 tháng 11 cầu cho các linh hồn. Quý vị là những người xa nhà xa quê hương, quý vị không có cơ hội để quý vị về thăm lại người thân quý vị trong cái dịp lễ này, thì cũng quay lại hình ảnh này để chia sẻ với quý vị. Hy vọng quý vị sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Con đường này người ta đang sửa quý vị, mới có đổ đá mi lên chứ chưa có trải nhựa, thì bị phong tỏa 3 tháng nên chưa làm ăn gì được. Đây là thuộc khu phố 8 phường Hồ Nai. Bây giờ tôi sẽ đi thẳng cái đường này lên. Chúng ta sẽ đi lên nghĩa trang giáo xứ Lộc Lâm quý vị. Cái đường này quý vị đi thẳng thì chúng ta sẽ đi vào bên trong phường Trảng Dài luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cái khu vực mà giáp ranh giữa Hồ Nai và Trảng Dài thì người ta đang phong tỏa lại. Người ta không cho qua, không cho hai phường thông thương với nhau, cho nên là sẽ không qua được. Muốn qua phải đi cái đường khác quý vị nha. Đây chúng ta sẽ lên một cái dốc rất là cao để tiến ra nghĩa trang giáo xứ Lộc Lâm. Cái dốc này mà đi xe máy mà xe số là phải số 1, số 2 mới lên nổi không vậy? Cao lắm. Đấy. Còn đi xe tay ga thì phải lấy đà từ xa nó lên nổi. Đây là đỉnh đồi mà. Bên này là Ủy ban Nhân dân phường Hồ Nai này. Người ta mới dời lên về sau này. Còn đi thẳng đường này chúng ta sẽ ra nghĩa trang với xứ Lục Lâm. Hồi xưa con đường này thì khó đi lắm. Đường đất sỏi không à. Chạy rất là khó chạy. Dân cư người ta không ở trong này nhiều. Giờ dân trong này ta ở xuyên suốt luôn. Đó. Và đường ra nghĩa trang người ta làm rất là đẹp, trải nhựa đàng hoàng. Bây giờ Phú sẽ đi thẳng vào nghĩa trang nha. Đây, ngay khu vực này sau răng dây cách ly thế này. Đây là văn phòng khu phố 8 phường Hồ Nai. Răng dây. Thấy răng dây là thấy ghê rồi. Giờ răng dây là thấy ghê quý vị. Đây, bình thường thì chúng ta sẽ đi vào cái cổng nhỏ này thôi quý vị. Nhưng mà nghĩa trang nó sẽ đi cái cổng nhỏ này, chứ không đi cổng dưới ha. Khu vực cái cổng nhỏ này thì cũng có một số phần mộ ở đây. Thì cũng không biết là người thân quý vị có nằm ở đây hay không. Thì Phú sẽ quay từ đây luôn. Để nếu mà quý vị có người thân ở đây thì quý vị có thể xem được ha. Ở đây thì chỉ có một số ít ngôi mộ ở đây thôi. Ở trên đây là một lễ đài trên đây này. Đây, tôi sẽ đi thẳng cái đường này xuống đây. Đây sẽ đi thẳng cái đường này xuống dưới nghĩa trang. Nghĩa trang giáo xứ Lộc Lâm rất là rộng. Đây, tôi sẽ đi thẳng xuống và quay bên phía bên này trước cho quý vị xem ha. Có thể là sẽ không quay chi tiết được hết đâu, nên là quý vị thông cảm nhé.
Ở bên phía bên này là những ngôi mộ mà người ta làm về sau này với một cái kiểu dáng mới và đồng bộ với nhau, làm nhỏ thôi để tiết kiệm diện tích cũng như là đồng bộ tất cả những ngôi mộ ở trong nghĩa trang. Nhìn rất là đẹp quý vị. Đó. Đây cũng quay bên này trước đi, lát nữa quay ngược lại quay bên kia nhé. Những ngôi mộ bên này người ta làm rất là đẹp. Cũng nhận thấy là rất là nhiều người đang đến để dọn dẹp những ngôi mộ của người thân, cũng như là đến viếng mộ. Tại vì tình hình dịch bệnh cho nên là không biết có được cử hành thánh lễ ngoài nghĩa trang hay không. Đây là lễ đài quý vị. Lễ đài. Tôi sẽ đi thẳng dưới luôn ha. Phần mộ bên này. Đấy, ở dưới đây là còn một phần đất trống nữa, là người ta cũng đang làm những ngôi mộ theo kiến trúc mới. Rất là đẹp ở đây. Ở Lộc Lâm thì Hú nhận thấy là người ta không có cải táng mộ cũ lên, mà người ta chỉ xây những ngôi mộ mới về sau này, người ta làm một kiểu luôn. Đây, Hú đi sát vào đây để quay cái phần những ngôi mộ ở đây nè, để quý vị có thể nhìn cho rõ nha. Đây là những cái đường có thể chạy xe được. Đây quý vị. Còn những cái đường ở trên thì cũng sẽ chỉ quay tháng qua thôi, tại vì không chạy xe vào được quý vị. Ở đây thì bình thường thì không có ai giữ xe hết. Đấy. Cho nên là cũng sẽ không có đi bộ nha quý vị nha. Quý vị thông cảm. Nắng rất là cao. Nắng rất là lớn luôn quý vị. Đây, không nghĩ chắc là hình ảnh nó sẽ rõ thôi. Tới đây thì Phú sẽ quay ngược camera lại. Đấy, những ngôi mộ dưới đây. Đấy. Mộ người ta xây hướng hai đầu khác nhau. Đây, Phú sẽ đi vào cái đường chính này trước này. Đấy, thì quý vị nhìn những ngôi mộ ở đây. Hy vọng rằng quý vị sẽ nhìn thấy được ngôi mộ của người thân quý vị ở đây nhé. Đây, tới đây là ra tới cổng chính rồi. Cũng sẽ quay đầu ngược vô nè, quay những phần mộ bên này cho quý vị xem. Đấy, đây là những phần mộ cũ rồi thì người ta vẫn giữ nguyên luôn. Tại vì Phú thấy là có nhiều ngôi mộ người ta vừa mới làm xong rất là mới và đẹp. Nhưng mà cải táng đi thì uổng vô cùng. Đây là lễ đài chính của nghĩa trang ở xứ Lộc Lâm. Phần mộ bên này. Đây quý vị. Đây, tôi sẽ quay ngược lại cái này nha, cho quý vị được nhìn thấy. Ở đây thì không có cái đường nào để chạy vô hết, chỉ có đi bộ vào thôi quý vị. Đấy, quý vị thấy không? Cái ngôi mộ cũ bên phía này vừa mới xây xong rất là đẹp. Có nhiều người người ta xây lại mộ. Mộ đẹp lắm.
Đây, vậy là chúng ta đã đi hết nghĩa trang nghĩa sĩ Lộc Lâm rồi quý vị. Đó. Tôi sẽ quay ngược ra ngoài và sẽ đưa quý vị về thăm sơ lại nhà thờ giáo xứ Lộc Lâm. Quý vị xem nhà, xem quê hương, xem video cho đỡ nhớ nhá. Ở trên này là một lễ đài nữa này quý vị. Người mộ mới xây rất là đẹp. Đây chúng ta đi ra ngoài. Đi thẳng đường này ra ngoài, chúng ta sẽ đi ngang qua khu vực giáo xứ Lộc Lâm nha quý vị. Đây, sẽ đi qua cái đường này đi để đưa quý vị đi về thăm lại nhà thờ. Đấy. Đường trong khu trong này buổi chiều người ta bán chợ bình ổn giá, rau củ quả nhiều lắm. Đây quý vị, xe đi cái đường này qua ha. Đây là cái đường thuộc giáo họ Văn Côi và Mẫu Tâm của giáo xứ Lộc Lâm. Đấy, chúng ta đang đổ cái dốc rất là cao. Lúc nãy chúng ta lên dốc thì chúng ta đổ dốc. Đường ở trong này là như vậy. Nó giống như là cái chữ U đó quý vị. Từ trên đường Nguyễn Ái Quốc là cái đỉnh của một chữ U. Đấy, ở trên đây thì là một cái đỉnh nữa. Và chúng ta đang chạy xuống cái đoạn cong cong của chữ U đó. Đây là khu dân cư giáo xứ Lộc Lâm. Đây, tôi sẽ rẽ qua bên này nha. Chúng ta sẽ vào thăm đền Đức Mẹ trước nha quý vị. Đền Đức Mẹ ở xứ Lộc Lâm ở đây nè, có mở cổng. Đây quý vị, đền Đức Mẹ ở xứ Lộc Lâm rất là đẹp ở đây. Sau đó Phú sẽ cho quý vị xem nhà thờ xứ Lộc Lâm luôn.
từ đài Đức Mẹ Phú lại chạy ngược ra bên ngoài, Phú lại quay ngược ra cái đường này các vị. Đó là một số hình ảnh về đài Đức Mẹ cũng như là nhà thờ giáo xứ Lộc Lâm từ trên cao Phú muốn gửi đến quý vị. Chúng ta tiếp tục quay ngược ra cái đường này, chúng ta đi ra ngoài. Đường này gọi là đường Lộc Lâm 2. Đấy, chạy ngược ra đường Nguyễn Ái Quốc quý vị. Đấy, đây có nhà vẫn còn dằng dày này, quý vị thấy không? Đấy, những nhà mà có cài F0 là người ta sẽ dằng dày và người ta dán một cái bảng đỏ đằng trước. Địa điểm cách ly y tế, phòng chống dịch Covid-19. Đi đâu cũng thấy cái sợi dây đó là ám ảnh rồi các bạn. Sợi dây bằng ám ảnh. Chúng ta đi thẳng đường này và lên đường Nguyễn Ái Quốc nha quý vị. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, nắng lại lên, trời lại đẹp. Tưởng mưa mà không mưa quý vị. Đây là đường Nguyễn Ái Quốc. Cũng lại tiếp tục đi ngược về hướng trung tâm thành phố Biên Hòa và đến những nơi khác cập nhật quý vị xem. Thì cái video ngày hôm nay cũng đưa quý vị và các bạn đi thăm lại khu vực nghĩa trang giáo xứ Lộc Lâm cũng như nhà thờ giáo xứ Lộc Lâm để chia sẻ quý vị trong cái dịp lễ 2 tháng 11. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ, và Phúc xin được tạm dừng cái video này đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an trong giai đoạn này quý vị nhé.